Ai thích học tiếng Anh thì vào đây nhá. Đây, cái live stream này nói về là cái việc học tiếng Anh nhá. Có bác nào thích học tiếng Anh thì những bạn trẻ ấy, những bạn trẻ thích học tiếng Anh thì kinh nghiệm học tiếng Anh nhá. Biết thêm một ngôn ngữ là chúng ta biết thêm một nền văn hóa. Cái điều đó hết sức cần thiết trong cái thời buổi hội nhập toàn cầu hóa như hiện nay. Các bạn biết rằng là ngôn ngữ chính của chúng ta là tiếng Anh, dùng cho tất cả mọi cái giao lưu rồi dùng cho tất cả mọi cái về thương mại, về chính trị, về hành chính, về tất mọi thứ. Cho nên là cái việc học tiếng Anh này hết sức là quan trọng đối với các bạn trẻ, nhất là những bạn sinh viên ấy. Có một cái sự đánh giá đấy là cái khả năng nói tiếng Anh của các bạn Việt Nam rất là kém. Các bạn rất là giỏi về ngữ pháp, các bạn rất là giỏi về cái văn viết, nhưng mà cái văn nói thực sự là các bạn không có và rất là hạn chế. Vì sao mà có cái tính cách này, vì sao mà có cái này thì tôi sẽ phân tích luôn. Bởi vì là cái thói quen của các bạn là cái người Việt Nam mình ấy, các bạn trẻ Việt Nam thì là các bạn ấy, có ai nghe rõ không ạ? Để em đỡ phải cầm cái này. Có nghĩa là các bạn ở Việt Nam ấy thì là rất là nhát. Cuna C, mày học tiếng Anh cho tao nhá. Ngày xưa tao tốn bao nhiêu tiền cho mày mà mày không học được. Mày học tào lao. Cuna C. Nhưng mà mua nước mắm thôi rồi giúp học. Mua nước mắm đi rồi sẽ dạy cho cách học tiếng Anh. Thằng Cuna C có thời gian rảnh ít khách, mày đi học tiếng Anh đi nhá. Đầu mày toàn đất không à. Johnny Nguyễn, nếu mà muốn em giúp anh học tiếng Anh thì phải mua nước mắm cho em. If you want me to teach you English, you need to buy me a fish sauces. So how many bottle you buy? Xin chào mùa xuân. Ok gái xấu, chị có rất nhiều kinh nghiệm để học tiếng Anh. Nhưng mà nếu mà cái này là kinh nghiệm học tiếng Anh thì chúng ta phải nói tiếng Anh đúng không? Ok. Alo, nghe rõ không? Mọi người nghe rõ không? Mọi người nghe rõ không ạ? Mùa xuân, you want to learn English? Nếu mà hết người nói thì tớ sẽ tiếp tục. Cái rào cản để các bạn trẻ Việt Nam cái khả năng nói kém tiếng Anh hơn so với các bạn ở trong khu vực. Được chưa? Được chưa? So you don't have money? Okay. Lã Việt Dũng, you want to learn English? So very easy that you just buy the fish sauce from me. So I will teach you how to speak English well. Or you can confident to talk English with the foreigner. Okay? Are you agree? Do you agree? Okay. So how many box of fish sauces you want to buy? So, because this thing is an experience of learning English, so I just only talk in English, okay? So, you guys don't understand anything, just tell me, I will tell in Vietnamese, okay? You say yes, you say okay, but how many box of fish sausage you want to buy? Oh, listening skill, okay? It's easy because it's easy. You go to YouTube. I know. You say okay, you say yes, but how many? Thank you. But how many? How many you want? Thôi nhá, bây giờ em sẽ nói về cái kinh nghiệm học tiếng Anh của em nhá. Cho nên là mọi người nghe thấy không ạ? Ừ.
Anh Lã Việt Dũng ơi, anh nếu mà anh muốn học tiếng Anh ấy, nếu mà anh muốn how many? Em bé lắm anh ơi. You click like, you like my video, you like my post, you like a lot of things, so you don't buy fish sauce for me? Cứ mua nước mắm là sẽ dạy cho cách học. How many bottles of fish sauces you want to buy? You do like my clip, but you are from Australia. Hey, em bé lắm anh ơi, do you have any friend in Vietnam or do you have any relative in Vietnam? Lã Việt Dũng, how many bottles of fish sauce you want to buy? That's my question. Do you understand? Well, not really. How many at least? At least you buy $1 for... $1 is 6 bottles. 6 bottles. Một thùng là 6 chai. Em sẽ dạy anh cách nói tiếng Anh cho chuẩn. Oh, only 6. At least là ít nhất, đúng rồi, ít nhất là 6 chai thì em sẽ dạy cho anh tiếng Anh nhé. Ok. Bây giờ, whatever we talk, I talk in English. Ok, Lã Viện Dũng, you understand me, right? Next week I will travel to Hanoi and we will meet each other and only English conversation. Ok. Keep in touch. So anyway, I will tell you guys how to. How long have you learned English? Okay, I learned English for I think 4 years already. 4 years. All right. Thank you, sweetie. Your English is quite good. Bring you $2. Wow, it's amazing. Thank you. Thank you for your support. 20 years ago? Hey, I saw you. Ha ha ha. So you understand what I mean, Lã Việt Dũng? I love you, Lã Việt Dũng. You so sweetie. You so sweet. I mean, you so sweet. You buy me $2, so. Okay. Hey, Lã Việt Dũng, do you, how much? I have many different kind of fish sauces, so... I have a 65,000 one bottle. I have the price of the fish sauces 65, 90, 110, 130, and 160. What do you want? I forget English 20 years ago. What do you mean? Mạng yếu hay sao ấy, chẳng thấy ai. You wish I have you learn English? I want mean box. You understand my question? No, I don't agree to help you because you don't buy me a fish sauces. We have a mutual benefits. If I help you, of course I have my benefits for my side.
But at least you don't buy me anything and you always... Okay. So, Lã Việt Dũng. Let's see. Signify. 110. 130. 160. Wow. Do I live in America? My English is really good. Let's see. I've been there only a month. Bởi vì là biết thêm một ngôn ngữ là biết thêm một nền văn hóa. Nhưng mà hình như là mọi người không chú trọng đến cái vấn đề học tiếng Anh cho lắm. Yep. Oh. Cho nên là các bạn biết không? Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, chúng ta nên biết để mà chúng ta nên biết tiếng Anh để mà hiểu được văn hóa của người phương Tây như thế nào, bởi vì các bạn biết là tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế. Khi mà can I speak slowly? Nhưng mà nói tiếng Việt nhanh hay là tiếng Anh nhanh? Anh Phạm Ngọc. À hôm nọ anh Phạm Ngọc nói rằng là cái lạp xưởng ăn nó bị nhạt đó hả? Tại anh không biết cách chế biến thôi. Biết cách chế biến rất là ngon. Anh phải chấm tương ớt chứ. Không chấm tương ớt đúng không? Thì nó chẳng không ngon. Ai gặp vấn đề gì về vấn đề học tiếng Anh nhỉ? Nói chậm đi một chút hả? No, no, I don't want to teach you. No, you have a two options, pay me or buy a fish sauce for me. Johnny Nguyễn, that's it. Mạng chậm quá cho nên là nó... Ask yourself. Mutual benefits. Everybody will understand. You mean I speak slowly, and everyone would understand. Okay. I speak slowly. Oh, why everyone? So, get out of here if you don't have money, if you're poor. So, get out of here, I cannot teach you. Police, Vietnam only speak Chinese? Really? No way. Johnny Nguyen, get out of here. You just try to teasing me. You actually doesn't want to learn English? Get out of here. Two AM and the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You telling me you are so confused, you can't make up your mind. Của chữ tảo hấn hảo mà. Của chữ tảo hấn hảo mà. Have a nice day. See you later. Bye.
What is the song? Is the song is Only Love. Cảm ơn bạn Mập nhá. Hôm nào nhậu nhá. Two AM and the rain is falling. Here we are as the crossroads once again. You telling me you are so confused, you can't make up your mind. Just meant to be. You're asking me, but only love can say. Try to walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part. Bring you a change of heart. I want to make you see through that something only love can do. Hello. Oh my God. What's that? Very bad. Hoàng Nguyên Mạnh ơi. Em học tiếng Anh đến đâu rồi? Nói chị nghe xem nào. Học từ vựng có khó khăn không? Với cả học từ vựng với cả học ngữ pháp có khó không? Thế còn kỹ năng nghe nói thì sao? Kỹ năng nghe nói quan trọng hơn là cái việc tập trung vào ngữ pháp. Hình như hồi nãy thấy có mấy người chửi nhau trong này á. Sao ta? Đứa nào nhỉ? Dư luận viên hay sao nhỉ? Block bây giờ. Dư luận viên vào là block nick luôn. Khỏi cãi nhau cho nó mệt. Mạng yếu quá, chẳng thấy. Xin chào bạn. Xin chào bạn Lê Thu. Mạng hơi yếu. Mở lớp dạy tiếng Anh online đi á. Em vẫn đang dạy tiếng Anh, nhưng mà dạy tiếng Anh tại nhà mà, không online. Mình có thể tham gia cùng mọi người không? Có nghĩa là bạn muốn học tiếng Anh ấy hả? Hay là làm sao? Bạn Lê Thu. Không sao đâu, kệ bạn ấy đi. Bởi vì là em cũng không quan trọng đâu Phạm Minh Ngọc ạ. Bởi vì là đã là con người thì phải có người yêu người ghét. Chứ đâu có thể nào mà mình cứ trông mong là ai cũng yêu mình. Có người ghét mình mà, có người chửi mà, không sao cả. Đấy là muôn mặt của cuộc sống, của xã hội. Không có gì cả. Bạn muốn học tiếng Anh hả? Ok bạn. Chứ còn sống mà lúc nào có người yêu quý là có vấn đề đấy. Phải là có người ghét nữa, có người chửi nữa mới được. Cái kỹ năng nghe nói cũng rất là quan trọng. Thực ra là hết sức là quan trọng. Bởi vì cái đấy là một cái cánh cửa mở ra tri thức và mở ra sự giao tiếp đối với cả những cái người bạn quốc tế của mình. Mình mà nói được tiếng Anh thì mình sẽ tự tin mình giao tiếp với họ, mình sẽ họ hỏi cái gì mình có thể hiểu, mình có thể trả lời được. Hoặc là chỉ đơn cử như là khi mình đang đi trên đường phố quận nhất thì có một người khách du lịch nào đấy họ hỏi đường, nếu mà mình biết trả lời thì nó rất là tốt. Nhưng mà mình không biết trả lời ú ớ thì nó sao ta? Nhưng mà các bạn sang Campuchia thì thế thôi, các bạn thấy đi sang Phnom Penh ấy, các bạn thấy là đường phố Phnom Penh ấy, cả những người già, trẻ em, đánh giày, các thứ cũng biết tiếng Anh, giỏi lắm, siêu lắm. Cả những người bán hàng, bán quán, rong thôi họ cũng biết tiếng Anh. Trong khu vực Đông Nam Á là Việt Nam là một cái nước mà nói tiếng Anh kém nhất. Còn Philippines thì Singapore thì mình không sánh được rồi, Thái Lan cũng vậy. Nói chung là tất cả các nước Đông Nam Á đều hơn mình ở cái khả năng nói tiếng Anh. Bởi vì là họ mạnh dạn, họ nói. Với cả cái giáo trình của họ, cái giáo trình dạy tiếng Anh của họ khác mình nữa.
người ta dạy người ta chú trọng đến cái vấn đề giao tiếp hơn, nói nghe nói hơn là cái vấn đề ngữ pháp với cả từ vựng. Đấy, cho nên là cái Việt Nam cái khả năng nghe nói của người Việt Nam mình, học sinh Việt Nam mình rất là kém so với các bạn của ở trong khu vực, so sánh chỉ mấy nước Đông Nam Á thôi thì mình cũng kém xa Thái Lan này, Malaysia này, Singapore là ngôn ngữ chính rồi, còn Philippines nữa, hầu như 100% dân số ở Philippines nói tiếng Anh được. Hoa hậu, cái cô hoa hậu Việt Nam thì cô ấy khi mà cô ấy lên, cô ấy là giám khảo một cuộc thi sắc đẹp của phái nam ấy, một anh chàng Hàn Quốc bốc thăm được cái vị giám khảo của Việt Nam ấy, cái cô hoa hậu này cô đặt câu hỏi là cái gì ta, mà cô nói 2-3 lần là cái bạn ấy ngớ người ra, bạn không hiểu là cô này cô đang nói gì, thế là bắt buộc một người khác phải dịch lại. Đấy, cái điều đấy thôi nó cũng là làm cho mình cái vấn đề là cái quốc thể của mình nó cũng bị ảnh hưởng á. Tại sao á, tham gia cái cuộc thi mà mang tầm vóc quốc tế như vậy mà một vài câu tiếng Anh đơn giản các bạn ấy không nói được, nó làm cho bạn bè quốc tế nhìn Việt Nam mình với con mắt khác đi. Đấy, thực ra là tiếng Việt của em cũng rất là kém, bởi vì em không phân biệt, nhiều khi em không phân biệt được chữ sờ nặng sờ nhẹ, hay là chờ nặng chờ nhẹ, hay là chữ r, chữ g, chữ z đó, em cũng hay gặp phải những cái vấn đề đó. Thích cái bạn hồi nãy, thích cái bạn hồi nãy quay lại chửi nhở, em lại thích nghe chửi lắm, bây giờ em lại không thích nghe các bạn ấy, em không thích nghe các bạn ấy khen đâu, bây giờ có cái bạn nào chửi thì hay quá nhở, hồi nãy có cái bạn nào chửi nó mất rồi, chạy mất tiêu rồi. Thế như mình liếc thấy dòng chữ các bạn ấy nói rằng là mày là cặn bã của xã hội. Cặn bã là cái gì ta? Cái our prime minister ấy, he speak English very well. He said that made in Vietnam. He didn't say made in Vietnam, but he said made in Vietnam. So ridiculous. Xin chào Minh Thảo nhá, Minh Thảo phải học tiếng Anh đi nhá. Tiếng Anh nó sẽ giúp cho em có cơ hội tìm việc làm tốt hơn các bạn khác, nhưng mà lười lắm. Em học vòi không vô hả? Cái vấn đề là như này, là bé Thảo phải như này này, em học tiếng Anh ấy thì em bỏ qua cái phần ngữ pháp đi. Em bỏ qua cái phần ngữ pháp đi nhá. Bởi vì là sao ta? Chị phải biết được cái mục đích của em học tiếng Anh để làm gì đã thì chị mới tư vấn được. Chị phải biết mục đích của bé Thảo là em học tiếng Anh để làm gì ấy. Bé Thi Thảo á, không phải bé Minh Thảo đâu. Chị phải muốn biết mục đích của học tiếng Anh của em để làm gì thì chị sẽ tư vấn cho em cách học cho nó hiệu quả và tốt hơn. Còn Minh Thảo lo học đi nha, sắp tốt nghiệp rồi đấy, sắp tốt nghiệp ra trường phải có tiếng Anh mới kiếm được việc làm, hiểu chưa? Cái cơ hội cạnh tranh việc làm nó sẽ lớn hơn so với những cái ứng cử viên nó không biết tiếng Anh. Lo học đi, đừng lo chém gió nữa nàng ơi. Nó hơi chậm, mạng nó hơi chậm cho nên là không chia sẻ được mấy. Để xem đọc những cái dòng các bạn ấy viết nào. Nó trôi đằng nào mất rồi. Làm thế nào để quay lại nhỉ? Không biết đường. Có nghĩa là mục đích em muốn thay khổ ghê cơ, phải phổ cập tiếng Anh đi. Super right, okay. What is chém gió in English? Chém gió hả? Từ chém gió hả? Từ vựng hả? Từ vựng thì như này nhá, tớ yêu cầu bạn một ngày bạn chỉ cần học cho tớ 5 từ mà bạn ghi nhớ thật lâu, 5 từ mới thôi. Nhưng mà chỉ cần bạn 5 từ mới thôi mà bạn phải làm thế nào đấy, bạn học cái từ đó đúng không?
sau là bạn đặt một cái câu, đặt một cái câu dài dài cho cái từ đó. Chị đặt một cái câu dài dài cho cái từ đó nhé. Sau đó là bạn viết lên tường ấy, bạn viết lên cái tờ giấy dán tường ấy, bạn gặp đâu bạn gặp đấy thì bạn sẽ nhớ, nhớ lâu. Và bạn cố gắng tìm những cái tài liệu liên quan đến cái câu đó để bạn đọc. Bạn viết xuống, bạn viết cho tớ rất là nhiều lần. Ví dụ bạn viết cái từ, ví dụ chẳng hạn như từ production chẳng hạn, thì bạn sẽ viết nhiều lần. Sau đó là đặt câu cho cái từ đó và tìm hiểu những cái tài liệu mà nó có viết một đoạn văn liên quan đến từ đó. Một ngày chỉ cần học 5 từ, không cần học nhiều, 5 từ mới thôi. Đảm bảo nếu bạn ghi nhớ được thì kể cả là 1 tháng sau, 2 tháng sau bạn không dùng đến nơi, nhưng khi nhìn thấy nó là bạn biết nó là từ gì rồi. Không cần học nhiều, chỉ cần 5 từ thôi nhá. Em ơi, đa số là em phải mời, nếu mà em có tiền ấy, em nên mời cô giáo về dạy. Đúng rồi, nếu mà theo chủ đề thì càng tốt. Ví dụ hôm nay bạn có cái chủ đề về nhà bếp chẳng hạn, thì bạn sẽ dùng những cái từ liên quan đến nhà bếp thôi, đừng có lạ loãng vấn đề ra. Đấy. Còn Thi Thảo ơi, nếu mà em... Đúng rồi, phải nắm rõ cách phân hai bốn chữ cái. Hồi nãy Thi Thảo hỏi cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Nãy Thi Thảo nói gì quên mất rồi. Mọi người phát âm mấy cái từ tiếng Anh, từ cái chữ cái, bảng chữ cái tiếng Anh đã rõ chưa? Đã biết cách phát âm chưa nhỉ? Thế là rồi đúng không? Ví dụ nhá, bây giờ như này. Học cái cách phản ứng khi mà nói ra một từ là các bạn có thể trong đầu các bạn sẽ vận dụng để các bạn nói ra và các bạn sẽ phản xạ rất là nhanh. Ví dụ như bạn có thể nói một cái 23.000 đồng, 23.000 Việt Nam đồng thì các bạn phải nói thật nhanh. Bạn phải tư duy thật nhanh để phát âm ra cái từ đó. Ví dụ khi mà nói 23.000 đồng nha thì có nghĩa là 23.000 đồng, ok? Nếu mà các bạn mà nói gõ lên cái bàn phím này các bạn nói thì khi mà các bạn sẽ thấy là tôi phản ứng nhanh như thế nào. Các bạn chỉ việc gõ lên và các bạn yêu cầu tôi nói một cái từ đó là tôi sẽ nói là như thế nào. Ví dụ về con số ấy, về con số, về số tiền ấy. Ví dụ các bạn nói là 25.000 đấy thì tôi sẽ nói là như thế nào. Cái cách mà để mình phản xạ nhanh ấy là mình tập nói những cái con số. Đấy, sau đó là từ từ nó sẽ làm cho mình học tiếng Anh nó phải có bí quyết đấy, chứ không phải là tự nhiên mà học được đâu. Cho số điện thoại của Peng hả? Lát nữa chị nhắn cho nhá. Có một cái rào cản lớn nhất cho các bạn trẻ Việt Nam đó là bởi vì quá nhát, bởi vì quá sợ xấu hổ, bởi vì quá sợ sai. Khi mà nói ra lại sợ người ta nói là mình sai, không dám nói ra, thế là cứ im. Sau đó là phải là các bạn quá chú trọng đến ngữ pháp, các bạn phải làm thế nào lắp ghép trong đầu là ồ, chúng ta phải lắp ghép như thế nào cho nó chuẩn. Nhưng mà khi bạn mới học ấy thì bạn vứt hết cái ngữ pháp đi, mà bạn không nên học ngữ pháp mà bạn chỉ tập trung vào nói với thằng nghe thôi. Bạn cứ nói búa xua cho tớ, các bạn cứ nói búa xua đi, sai sẽ có người sửa. Các bạn đừng có dại mà cứ lắp ngữ pháp vào cho nó chính xác thì các bạn mới nói được. Vậy là các bạn bị chậm. Đấy, các bạn cứ nói búa xua đi, sau đó là khi mà các bạn đã quen được cái phản xạ đấy rồi thì lần sau các bạn mới nói mới dễ được. Chứ còn ngồi mới cứ nghĩ ngữ pháp, cứ lắp từ rồi là tính từ phải nằm ở đâu, phải nằm trước trạng từ hay nằm sau động từ, rồi là lung tung hết cả lên, các bạn sẽ rất là khó để mà các bạn nói được. Các bạn cứ mới đầu là các bạn cứ nói bừa đi, nói lung tung lên đi, các bạn nói búa xua đi, sau đó là sai người ta sẽ sửa. Từ những cái lỗi sai đó người ta sửa cho mình nhớ rất là lâu. Đấy, bỏ qua ngữ pháp đi. Nếu các bạn muốn học tiếng Anh giao tiếp ấy, thì các bạn sẽ cố gắng là bỏ qua ngữ pháp, đừng nghĩ đến ngữ pháp nữa, cứ nói mình biết từ đâu mình nói từ đấy. Đấy, thì sau này nó dần dần nó hình thành cái phản xạ ở trong đầu của mình ấy. Khi mà mình gặp cái từ đó là mình có thể hiểu ngay và mình có thể phản xạ được ngay. Và dần dần khi mà cái kỹ năng nghe nói của mình nó tiến bộ được rồi ấy, nó nâng cao được rồi ấy, thì mình tự tin. Mình tự tin thì sau này bắt đầu mình dần dần mình sẽ nói được để cho nó chuẩn, để chuẩn ngữ pháp. Đấy, khi mà bắt đầu nói ấy, thì đừng nên chú trọng ngữ pháp nhiều. Nghe trong băng thì rất là khó. Cái bí quyết nghe ấy thì em, bạn Vương Nguyễn có thể là lên cái trang SBO ấy, lên cái kênh TV mà SBO ấy hay là Cinemax ấy, bạn xem những cái bộ phim của Mỹ ấy. Nhưng mà bạn xem những bộ phim của Mỹ ấy, tiếng Anh Mỹ, tiếng Anh khác nhau rất là nhiều nhá. Bạn xem những cái bộ phim Mỹ thì bạn tập nghe, bạn đừng để phụ đề tiếng Việt, bạn nếu mà có phụ đề tiếng Anh càng tốt.
Nhưng mà bạn sẽ không nên nhìn phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Việt, mà bạn cố gắng chỉ nghe thôi xem họ nói gì, xem bạn bạn nắm được bao nhiêu nội dung cái bộ phim đó. Đấy, từ nào khó quá thì bạn liếc phụ đề thôi. Bạn cứ xem đi xem lại, xem nhiều lần như vậy, hoặc là bạn lên YouTube, bạn vào những cái kênh YouTube mà vui vui của Mỹ nha, để bạn nghe cái cách người ta nói chuyện với nhau, người ta giao tiếp với nhau như thế nào, người ta nhấn giọng như thế nào, người ta nhả chữ như thế nào, người ta đặt trọng âm ở chỗ nào, thì các bạn sẽ tiến bộ. Đấy là kinh nghiệm học tiếng Anh của tớ. Đa số là nghe trên YouTube và xem những cái bộ phim HBO. Ừ, đúng rồi. Điều quan trọng là các bạn phải làm thế nào mà bảng chữ cái các bạn phát âm được. Các bạn tập nói nhanh từ 1 đến 100 bằng tiếng Anh. Từ số 1 đến số 100 bằng tiếng Anh phải nói thật nhanh. Bởi vì trong tiếng Anh ấy nó có cái sự nghe, nó có cái sự luyến giọng và đặt lưỡi. Tân Ellison tớ học thực ra ấy là tớ học tiếng Anh là từ năm lớp 7. Có nghĩa là năm đấy là năm 19 bao nhiêu ta? Năm lớp 7 là tớ bắt đầu được học tiếng Anh. Thì năm lớp 7 là năm bao nhiêu? Năm hình như là năm 97 à? 98 lớp 8, 99 lớp 9, đúng rồi. Năm 97 là tớ học tiếng Anh. Học tiếng Anh từ năm lớp 7. Sau đó là lớp 7, lớp 8, lớp 9. Sau đó là lên lớp 10, 11, 12. Đương nhiên là trên trường phổ thông hay học phổ thông hay là học ấy thì chúng ta không tính rồi, bởi vì dạy tào lao lắm. Học xong đâu có biết gì đâu. Đấy. Tiếng Anh của tớ là do tớ tự học ấy chứ. Do tớ tự học. Mới đầu là tớ xem những cái bộ phim ấy, sau đó tớ chẳng hiểu gì cả. Mới đầu tớ xem những cái bộ phim HBO ấy mà tớ cố gắng tắt cái phụ đề đi ấy, tớ không để phụ đề tiếng Việt hoặc là tiếng Anh ấy. Tớ cố gắng nghe xem là cái nội dung câu chuyện nó nói cái gì. Nếu mà cái flashcard ấy. What the fuck are you talking about? Lã Việt Dũng, what the fuck are you talking about? You naughty. You fucking naughty. Cái flashcard ấy là cái học tiếng Anh bằng bằng những cái hình ảnh ấy, nó rất hiệu quả, nó vô cùng hiệu quả luôn, bởi vì nó tác động đến cả cái thị giác. Cái thị giác của mình ấy, nó lưu hình ảnh rất là lâu trong trí nhớ. Nếu mà bạn học bằng cái flashcard, đấy là những cái từ vựng bằng hình ảnh ấy rất là tốt. Cười cái mắt trâu ấy, anh rất là naughty ấy. Anh biết naughty là gì không? Các bạn có đam mê, các bạn sẽ học được. Cái học tiếng Anh này chúng ta không cần phải quá giỏi và có năng khiếu đâu. Chỉ cần chúng ta cần cù, chịu khó thôi là chúng ta có thể học được. Ô về rồi hả? They upstairs. Both of them upstairs. Có nghĩa là có hai đứa nhóc trên đó đó. Em gõ cửa trước. Nói với bạn trai. The best and quickest way to learn a language is learning in bed. Tell me what kind of the vocabulary you want to use when in bed. Tell me that. Hoàng Minh. Em không tự nói được, mặc dù em biết hết câu đó nhưng em không phản xạ nhanh để nói trước chị ạ. Ok. Em cần phải thực hành nhá. Em cần phải thực hành em ạ. Nếu em biết rồi em cố gắng thực hành nhiều, em có cái môi trường để em học ấy. I was told by native speaker from US. All right. Tell me the vocabulary, the new word for when you sleeping or I mean in bed. Tell me, Hoàng Minh. Can you tell me that? The best way you learning English, you forget about the grammar. You know, the grammar just make you more confused, you know. If you want to learning or, I mean, if you want to listening or speaking, you forget about at all. You forget about the grammar,
And you no need to make a rant for the position of the words in the sentence. You just focus on talking, you know, speak out, and you know, even you know it's wrong or it's mistake or something like that, but just speak out, you know, and then day by day, time by time, you wanna get improved and you wanna get better, and it will be built in your brain, and then you have a quicker reflex, you know, can react whenever you heard about English, you know, ăn cái lung tung gì quá. You just told me learning in bed. No, Liu Quốc is not you. It's Hoàng Minh. And Lã Việt Dũng, they are naughty man. They say something that, oh, the quickest and the best you will learn English by in bed. Day by day and month by month. Okay. Ngày ngày chúng ta sẽ làm được cái điều đấy. Nhưng mà nói chung á, học kiểu gì thì học á, nếu như các bạn không có môi trường để thực hành ấy, nó sẽ không mang lại hiệu quả. Bởi vì bản thân tớ là tớ học, tớ có môi trường thực hành ấy. Tớ làm việc, sếp tớ là người Mỹ, cho nên là tớ làm việc ngày nào bằng tiếng Anh. Naughty. Naughty có nghĩa là Thân Alison, I'm so sorry. I don't want to answer some personal question. If you want to know, it will take me a message. I will tell you, okay? Naughty có nghĩa là hư hỏng. Then Alison, you need to buy me a few sauces. Remember the last live stream? The last live stream, you said that you want to buy me a few sauces. Remember? Text me your address and phone number, and I let someone to delivery to your door. Naughty, có vẻ nghịch ngợm, hư hỏng, hoặc là bậy bạ gì đó, something like that. Lão Lã Việt Dũng rất là naughty. hồi nãy có một bạn nói là chém gió. Nói từ chém gió trong tiếng Anh là gì nhỉ? Nếu mà theo nghĩa đen của nó thì là sao ta? Nghĩa đen á, chém. So why learning in bed means naughty? So what do you mean learning English in bed? Tell me that. You the person tell me that? You the person who told me? Okay, mom. Thì có thể nói là sao ta? Cái đó là một cái từ hôm trước, là cái từ slang mà ông sếp mình, ông có dạy mình, quên bố nó rồi. Kể chuyện ma đi á. Kể chuyện ma á. Kể chuyện ma gì ta? Để xem em nhớ cái câu chuyện ma nào nhá. Ai cười ấy nhở? Chuyện ma gì nhở? Em đâu có... À em kể chuyện cười được thôi. Các bác có muốn nghe chuyện cười không? Ai muốn nghe chuyện cười thì... ha 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 em xem nào. Ai muốn nghe chuyện cười thì ha 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 thì em sẽ kể. Nghe chuyện cười nhá. Ok. Cut the wind. Em tưởng Johnny Nguyễn bỏ đi rồi mà bây giờ lại quay lại à? Bây giờ nghe chuyện cười như này nhá. Chuyện cười liên quan đến việc học tiếng Anh. Có một cô nàng lấy chồng người nước ngoài, thì là cô vợ dạy cho ông chồng tiếng Anh. Cô vợ dạy cho ông chồng tiếng Việt. Trong tiếng Việt nó có rất nhiều cái từ phức tạp mà khó hiểu và tối nghĩa.
Đấy, thì một hôm hai vợ chồng đang dạo, đang đi dạo thì anh chàng này gặp một cái hồ. Anh chàng nói là em ơi, cái này có phải là con hồ không? Đấy, thì cô vợ nói rằng là không phải, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Cái này là cái hồ nhá, cái này là cái hồ, là giống cái nhá. Đấy, thế anh chồng mới gật gù, à anh hiểu rồi. Thế hai vợ chồng lại đi thêm một đoạn nữa thì bắt đầu gặp một khúc sông. Thì anh chồng nói là cái sông. À, cô vợ nói là không phải, sông là giống đực, phải gọi là con sông, anh hiểu chưa? Anh phải phân biệt giống đực giống cái. Anh chồng bảo, ô vậy hả, ok, vậy là hồ thì phải là cái hồ, còn sông thì phải là con sông. Bởi vì cái hồ là giống cái, còn sông là giống đực, ok. Thì anh chàng mới vỗ đùi đánh đét một cái, ô em ơi anh biết rồi. Cái của em là cái, cái của em là cái L, còn cái của anh là con cờ. Bây giờ anh mới phân biệt được. Nói bậy quá rồi. Học tiếng Anh khổ thế đấy. Ai muốn học tiếng Anh ấy thì đến tớ dạy cho. Ca. Đúng rồi, em thì em là giống cái, anh là giống đực, cho nên là cái của em là cái L, còn anh là giống đực là cái của anh là con cờ. Đau hết cả bụng. Ôi trời ơi. Đúng rồi, quê tớ ở Hà Nội. Tớ ở Hà Nội 2 nhá. I am from Hà Nội. You find me? You want to find me? Ờ, em muốn tìm chị hả? Tuần tới chị ra Hà Nội, chị alo cho em nhé. Em lên ghé lên chơi nhé. Hà Tây cũ, đúng rồi, Hà Tây cũ. Hà Nội 2, đúng rồi. Vui quá cơ. Sáu giờ rồi, em đói lắm rồi các bác ạ. Các bác cho em đi ăn cơm nhé. Chuyện vui bán nước mắm. Chalami, you want, do you use fish sauce? You want to buy fish sauce for me? This time for advertising fish sauce. Anyone who want to buy fish sauce for me? John Huy Hình ơi, em đi tới đâu rồi? Em về nhà chưa? Ghé chị Hương Bảo được không? Em đang ở đâu rồi? Phi về nhà rồi hả? Có ghé chị Hương không? Có ghé không? It's time for advertising fish sauces. Anyone want to buy fish sauces? Ship to Germany? Oh, it's so far, and the cost for air freight even much more value than the price of fish sauces. So, do you have any friend or relative in Vietnam, Chalamet? Thôi không cần em về nhà rồi thì thôi. Muộn rồi, các bác có đi ấy không? Các bác có đi ăn cơm chiều không? Muộn rồi. Em chào các bác nhá, em đi kiếm đồ ăn đây, em đói quá. Em rất chi là đói, em muốn kiếm cái gì đó ăn nhá. Bye bye các bác. Ai muốn nước mắm nhắn tin cho em nhá. Okay.
Bye bye. Love you. Ok em. Dạ. Thank you. Thank you so much. I love you guys. I need to go to have my dinner because I feel hungry right now. I talk a lot. I talk almost 2 hours. I talk a lot. I talk 2 hours already and I feel thirsty. I'm thirsty right now. I'm hungry. I need to get something to eat and then I have more energy to talk more. To Nhỏ Vũ ơi, anh có muốn mua nước mắm cho em không? Nhỏ Vũ hay là Nho Vũ nhỉ? Hay là Ô Lã Việt Dũng, từ nay thôi anh vẫn cứ xem cái livestream của em hả? Anh muốn học tiếng Việt thì anh muốn học tiếng Anh thì phải mua nước mắm cho em. Mai em sẽ cho người mang đến anh 2 thùng nước mắm đấy nha. Tuần sau em về Hà Nội là anh phải trả tiền em đấy nha. Ok. Nhỏ Vũ ơi, anh có muốn mua nước mắm cho em không? Nhỏ Vũ hay là Nho Vũ hay là Nhỏ Vũ hay là Vũ Nhỏ hay là cái gì ta? Tên thì mà kỳ lạ vậy. Nhờ anh Phượng mua hả? Anh mua đâu có sao đâu. Okay, Supi, I have been talking almost 2 hours. Đấy, em nói cũng có chuẩn đâu mà, em nói tung lung tung lắm. Cho nên là các bác sửa cho em nhé. Oh, anh là Vũ Nho hả? Okay. Một lần anh mua nước mắm có sao đâu, quan trọng gì vợ hay là mình mua. I've been talking almost 2 hours. I've been talking almost 2 hours. Thank you Hoàng Minh. Nhiều khi em nói cũng lung tung lắm đấy chứ. Có chuẩn đâu. Vũ Nho, Vũ Nho. Ok, chào các bác nha. I need to get something to eat. Thank you so much for watching my video. I will see you guys soon. I will see you guys soon in my next live stream. Ok. Love you guys. Thank you.